ngày 22 tháng 7, tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ điện giật làm hai người thương vong. Thời điểm trên, xe tải được tài xế điều khiển để cẩu thùng container. Quá trình điều khiển, tay cẩu bị vướng vào dây điện trung thế, gây phóng điện khiến tài xế bị điện giật tử vong tại chỗ. Phụ xe bị bỏng nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau vụ việc xảy ra, đơn vị điện lực địa phương đã cắt điện tại khu vực để xử lý sự cố. Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, đơn vị phối hợp với các lực lượng đã tìm thấy thi thể ông Ngô Thế Bắc, 54 tuổi, trú thôn 4, xã Bơm Bo, huyện Bù Đăng, do bị lũ cuốn trôi. Trước đó, tối ngày 21 tháng 7, sau cơn mưa lớn, ông Bắc đi qua cống làng Máng thuộc thôn 4, xã Bơm Bo, thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi mất tích. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Bơm Bo và các lực lượng địa phương đã khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong tình hình sương đêm dày đặc, địa hình hiểm trở. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị trôi dạt lên bờ, mắc kẹt vào gốc cây cao su, cách vị trí gặp nạn khoảng 2 km. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngày 22 tháng 7, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cường Thắng, sinh năm 1992, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, bắt quả tang Thắng đang vận chuyển trái phép 5 bánh heroin và 10.149 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Điện Biên về Hà Nam tiêu thụ. Thắng khai đã mua số ma túy trên của một người phụ nữ không quen biết về bán kiếm lời. Thời gian qua, Thắng thường xuyên móc nối cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La để mua ma túy với số lượng lớn, rồi đưa về Hà Nam để phân phối. Nguyễn Cường Thắng từng có 3 tiền án, 1 tiền sự và hiện vẫn đang là con nghiện. Ngày 22 tháng 7, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long vừa khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam Trần Công Dũng, sinh năm 1979, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Dũng đã đến tiệm vàng ở ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, giả vờ hỏi mua vàng. Trong lúc chủ tiệm đưa chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 5 chỉ cho xem, Dũng liền đeo vào tay rồi bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, anh Đoàn, sinh năm 1990, đang ngồi uống cà phê gần đó, liền chạy theo quật ngã, khống chế được tên cướp. Tại trụ sở công an, Trần Công Dũng khai nhận do thiếu nợ tiền đánh bạc trên mạng, đối tượng đành liều đi cướp tài sản tại tiệm vàng. Ngày 21 tháng 7, ba em học sinh trường tiểu học Kim Đồng, xã Y Le, huyện Chư Bư, lần lượt sinh năm 2016, 2012 và 2013, theo cha mẹ đi chăn bò. Đến đầu giờ chiều, ba em rủ nhau đến hồ nước chơi. Khi gia đình phát hiện không thấy các em đâu nên tổ chức tìm kiếm. Đến hơn 14 giờ, người dân phát hiện ba em bị đuối nước dưới hồ nước ở xã Yp Lứ. Ngay sau xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ngày 22 tháng 7, Công an huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng cho biết vừa tiếp nhận thông tin trình báo của bà N, sinh năm 1964, trú tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, về việc bà bị lừa đảo mất hơn 2 tỷ đồng thông qua hình thức đăng ký nhận quà trên mạng xã hội. Cụ thể, ngày 8 tháng 7 vừa qua, bà đăng ký tham gia chương trình nhận quà hè trên Facebook. Sau khi đăng ký, trang quà tặng Yodi yêu cầu bà N cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận quà, đồng thời hướng dẫn bà tạo tài khoản trên Telegram để cấp phiếu xác nhận quà tặng. Bà N được người xưng là giám đốc kinh doanh hướng dẫn bà tham gia giúp hệ thống các cửa hàng thời trang Yodi tăng doanh số bán hàng trên các trang thương mại điện tử thì sẽ được nhận quà. Để nhận được tiền và quà tặng hấp dẫn, người này đề nghị bà N thanh toán trước 300.000 đồng và hứa sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà N sẽ nhận được 360.000 đồng cùng phần quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Ngày 17 tháng 7, bà chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo 300.000 đồng. Một tiếng sau, bà N nhận được hình chụp đã chuyển khoản thành công cho bà 360.000 đồng của kẻ lừa đảo. Từ thời điểm này, nạn nhân liên tục bị cuốn vào các chiêu trò do nhóm đối tượng đưa ra. Với hàng loạt lý do được nhóm lừa đảo đưa ra,
Trong khi số tiền mà bà N hứa hẹn được hưởng vẫn nhảy lên theo hàng giờ, nạn nhân đã nhiều lần vay mượn tiền của người thân, chuyển vào tài khoản cho bọn lừa đảo tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.